Năm 2023, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên đã huy động tối đa mọi nguồn lực để triển khai các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đến tháng 6, các sở, ngành đánh giá thẩm định đạt 19 tiêu chí. Riêng tiêu chí chất lượng môi trường sống chưa hoàn thành do tỷ lệ người dân dùng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung chưa đạt. Theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thì phải có 55% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung. Tuy nhiên hiện nay, địa phương vẫn chưa có nhà máy nước tập trung. Tiêu chí này chấm vẫn chưa đạt. Thì với khả năng kinh phí của địa phương thì cũng rất khó khăn, không thể đáp ứng đủ để mà đầu tư để lắp đặt cái hệ thống máy lọc nước tập trung. Thì nếu như mà không được sự quan tâm của cấp trên, của các ban ngành cấp trên để hỗ trợ giúp cho địa phương có một điểm cấp nước tập trung thì không những năm 2023 mà những năm 2024 và những năm tiếp theo thì nếu không có cái nguồn nước sạch tập trung thì chắc chắn địa phương cũng không thể đạt được cái xã nông thôn mới nâng cao. Tương tự tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, vì chưa đạt tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung nên năm nay địa phương phải trễ hẹn với mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Mặc dù tháng 6 năm nay, địa phương đã được huyện đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sạch, nhưng quy mô chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng của 100 hộ dân, đạt tỷ lệ chưa đầy 10%. Ở huyện Thạch Hà đầu tư một cái nhà máy nước. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì các hộ đã được hưởng lợi, đã được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên là do đây là cái nhà máy nước có công suất nhỏ, chỉ phục vụ cho khoảng nhu cầu khoảng 100 hộ. Cho nên thì chưa đáp ứng được cái tỷ lệ theo cái bộ tiêu chí của chính phủ đã quy định, tức là phải đạt trên 50% số hộ là sử dụng cái nước sạch từ nguồn cấp nước tập trung, cho nên là vẫn chưa đạt được xã nâng cao. Theo quy định của Bộ Tiêu chí Quốc gia thì xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 phải có 55% người dân được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Đối chiếu theo quy định thì các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm nay đang gặp khó khi thực hiện tiêu chí này. Trong tháng 8 năm 2023, nhiều huyện, thị, thành phố đã đề nghị tỉnh thẩm định, xét, công nhận 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thì chỉ có 8 xã được công nhận đạt chuẩn. Các xã còn lại phần lớn do chưa đạt chỉ tiêu nước sạch. Đối với các xã này thì có một cái lý do là họ mà chưa tính toán và chưa lường được cái việc là đầu tư các nhà máy sẽ hoàn thành trong cái thời điểm mà họ đăng ký. Với theo tính toán của anh em chúng tôi thì để đạt được cái tỷ lệ 50% thì phải cần sự bố trí ngân sách địa phương, thì cũng phải có những cái lộ trình, có những cái thời gian để thực hiện là nhất định mở rộng các nhà máy là nước sạch. Tỷ lệ người dân dùng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung không đạt tiêu chí đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 và đây cũng là rào cản lớn trong quá trình xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Bởi theo đề án xây dựng tỉnh nông thôn mới thì đến năm 2025 phải đạt tỷ lệ 50% số người dân nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ này mới chỉ đạt 25%.